Cách hết táo bón nhanh nhất chỉ với 3 động tác kích phân ra ngoài. Xin kính chào khán giả của Dr. Trĩ. Táo bón là tình trạng đi cầu ít hơn hoặc bằng 3 lần trong một tuần. Khi đi cầu, phân khô và cứng hơn bình thường, đôi khi gây đau và chảy máu. Nếu tình trạng táo bón kéo dài thường xuyên, nó không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống mà còn dễ dàng gây ra các bệnh lý nguy hiểm khác như trĩ, nhiễm trùng hậu môn, rối loạn tiêu hóa. Nếu đại tiện thấy mình có biểu hiện khó đi, ngay lập tức áp dụng 3 động tác kích phân ngay sau đây, đảm bảo giải quyết táo bón ngay sau 3 phút thực hiện. Bóp bụng. Phân có xu hướng tập trung ở góc của ruột nên kích thích ở các vị trí sau đây. Phân sẽ dễ dàng thoát ra ngoài. Đặt một tay ở xương sườn và một tay ở trên xương chậu. Sau đó ấn kết hợp với xoa bóp nhẹ nhàng. Thực hiện liên tục trong vòng 1 phút. 2. Vỗ bụng. Nắm nhẹ bàn tay và vỗ nhẹ vào bụng theo chiều kim đồng hồ và dọc theo chiều khung đại tràng. Động tác này sẽ giúp kích thích đại tràng hoạt động và dễ dàng đẩy phân ra ngoài hơn. Thực hiện động tác trong 1 phút. 3. Xoa bụng. Vì phân sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ, nên chỗ nào bạn thấy bụng bị cứng thì chính là do phân tắc lại. Bạn xếp chồng hai tay lên nhau và xoa theo chiều kim đồng hồ quanh đại tràng. Nếu thấy chỗ nào cứng, hãy dùng lực mạnh hơn, kết hợp với ấn để đẩy phân ra khỏi hậu môn. Liên tục thực hiện động tác này cho tới khi nào đi đại tiện được. 3 động tác mà Dr. Trĩ hướng dẫn vừa rồi chắc chắn sẽ khiến việc đi đại tiện của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy áp dụng ngay lập tức nếu như gặp phải tình trạng táo bón này quý vị nhé. Ngoài ra các bạn cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây để tiêu diệt ngay nguyên nhân gây ra táo bón trước khi chúng hình thành. Nếu bạn muốn tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác từ Dr. Trĩ, hãy đăng ký kênh và bật biểu tượng thông báo hình quả chuông. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.